Mình đang tắm dở, vội vàng ra để xem dê đẻ. Đâu đó anh xem nào. Mến vào gọi mình bảo là anh Quế ơi, dê đẻ. Thì đây các bạn này, ui, của cái con này hả bố? Con này, bố đây, giống cái bố. Ôi, thế là dê về nhà mình là đẻ được 2 con. Ôi ngon. Lần này là cái con mà mình mua đợt trước các bạn ạ. Đúng rồi, mua đợt trước nó chưa có bầu đấy. Thì về nhà là nó có bầu. Và hôm nay đẻ thêm được 1 con rồi này. Ôi đáng yêu chưa này. Còn cái con này là cái con đẻ trước này. Đây, đây là cái con đẻ trước. Và đây là mẹ nó này. Đấy. Mến gọi mình ra bảo là anh Quế ơi dê đẻ. Thì mình cứ tưởng là cái con này cơ. Cái con ở giữa này này. Bởi vì là sau khi nó đẻ xong ấy, thì một thời gian ngắn là mình thấy bụng nó rất to. Không ngờ hôm nay đẻ thì lại nằm một con dê khác. Đấy. Ngon rồi. Đây để mình sẽ đưa điện thoại vào từ hướng này. Ôi bẩn quá. Đây. Wow, đẹp chứ. Con dê này đẻ sau này đẹp hơn con dê trước các bạn ạ. Đẹp hơn. Cái gen của nó chuẩn hơn. Cái con dê trước thì là màu là hơi sáng sáng. Đây. Đấy, ương lắm. Giờ nó ương lắm rồi. Đấy, vừa đi đánh hến về xong cái là bẩn thỉu là mình tắm. Đang tắm dở thì mến gọi là dê đẻ. Wow, đẹp chưa này. Ôi con ngon. Bố nó màu này, kiểu này giống y bố đây. Đúng rồi. Đấy, mày lại đẻ chậm hơn nó một nửa nữa rồi. Thế là giờ thành 5 con dê các bạn ạ. Giờ mua 3 con, giờ thành 5 con rồi. Gọn gọn cửa trái tim vẫn em được vào, dù tình xót xa chung thân huyệt đạo. Đây ăn nào ấy. Mình chào tất cả các bạn nhé. Đây sáng hôm nay thì mình mới lại tiếp tục quay về những chú dê cho các bạn xem. Như đoạn đầu video hôm qua các bạn cũng biết đấy, thì là cái con dê đây này, con dê này này của mình là nó đẻ được thêm 1 con. Thì hôm nay mình đi hái cho nó một ít lá sung. Cái lá sung này thì mình đã chia sẻ rất nhiều lần rồi, là khi cái con gì mà nó khi mới sinh sản xong ấy, thì mình cho nó ăn lá sung là nó sẽ bổ sung rất nhiều những cái sữa để cho con mẹ nó lấy sữa cho con nó bú. Thì đây, cái con dê con bây giờ nó đã khô lông rồi này. Ấy, ôi nó đang làm lọt ở dưới cái đàn này. Ôi khéo không dẫm phải. Từ từ. Cái lá sung này là chắc mình chỉ để dành cho 2 mẹ con nhà con dê này thôi. Thì mình đang tính thế này, là cái chuồng này của mình nó cũng chật ấy. Đầu tiên là có 3 con thì nó khá là rộng rãi, nhưng bây giờ tự nhiên là nó thành 5 con thì mình đang tính thế này này, là chuyển 2 mẹ con nhà bé dê mà mới sinh sản này chuyển lên trên cái chuồng đà điểu mà ngày trước mình rốt đà điểu trên đấy đấy, để cho nó rộng rãi, rồi sau này con nó lớn thì mình sẽ chuyển xuống đây sau. Bởi vì bây giờ nó chật ấy, con bé này nó nằm ở dưới đáy này này, là nhiều khi là bị những con dê kia nó húc này, với lại nó dẫm. Đây này. Đấy, nhìn Babicute không? Đấy, thì là bị nó dẫm này là rất chi là nguy hiểm cho con dê con. Đêm mà mình cũng biết là nó bị nó dẫm là cũng nguy hiểm ấy. Thì lúc đó con bé này mình nên chuyển nó lên trên này. Đấy, bây giờ thì mình sẽ vứt cái ná lên trên đấy trước, rồi sau đấy khi đó là mình sẽ chuyển mẹ con nhà dê lên sau. Mình vừa vứt cái lá sung lên trên chuồng trên. Bây giờ thì mình sẽ bắt cái con dê con với dê mẹ ra này. Ngày trước ấy mình chuyển dê lên đê để cho nó ăn cỏ vẽ đê thì khó, nhưng bây giờ chuyển con dê lên trên chuồng mới dễ lắm. Mình chỉ cần là bế con dê con cái là con dê mẹ tự chạy theo luôn. Đây con dê con nó nằm ở ngay đây này. Để mình nhanh không là con dê con chạy mất. Đây. Bê. Đâu để xem đâu là con mẹ nó là nó chạy theo này. Bê. Ôi làm gì? Ai làm gì mà kêu? Bê. Ôi con mẹ nó không chạy theo. Mình cứ tưởng rằng là gọi con mẹ ra dễ cơ, nhưng mà mẹ nó không theo. Hay là cái cửa chứ? Ôi trời ơi. Kêu như trẻ con đấy. Đây. Bê. Ôi cả đàn ra rồi. Không sao, sau mình lừa cả đàn nó quay lại sau. Bê. Ôi giời ơi, điếc tai quá rồi ạ. Ôi thơm cái. Có khả năng bố phải đuổi mẹ ra hộ con rồi.
bố đuổi mẹ nó ra, không nào con mẹ nó sợ. Con dê nó kêu như trẻ con, nó kêu các bạn ạ. Đây. Nhìn nó khô lông, nhìn đáng yêu nhỉ. Gì? Đây đây, đang bế đây, đang bế đây, im. Im im im. Đây là con dê bố, đây là con dê bố. Đây là con bố. Đây đây đây. Thôi rồi, không sao không sao. Ôi con dê này nó không chạy theo con nhỉ. Ra ngoài đóng mất rồi. Đây. Bê bê bê. Đây này, nó nghe thấy con nó mà nó không ra này. Cái con dê trước nhà mình đẻ ra, con nó đi đâu nó theo đấy. Mà con này nó không theo con nó này. Bê 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 bê. Chết rồi, ra ngoài đồng mà gặp lúa của người dân thì chết rồi. Đây con dê mẹ nó ngay đây này. À đây nó quay lại rồi, quay lại rồi. Đấy. Nhìn thấy con chưa? Rồi ạ, à, tưởng không theo con. Bây giờ mình sẽ bế con dê con đi nhá. À gì nhỉ bố ơi, đây con dê mẹ nó rồi bố. À ừ, đúng rồi, vẫn phải trông cái đàn đấy không nó ra ngoài đồng. Đây phải trông đàn đấy. Đây bây giờ thì Quỳnh lừa hậu bố ơi, con dê mẹ đi theo bố. Thôi chết là nó lên xuống mất rồi. Nó lại lên xuống. Đây con đây. Ôi giời. Bây giờ thế này. Bây giờ là bố ôm một con này con dê con để con ôm con dê mẹ. Đấy. Đấy da da da. Ai da da. Đấy bố ôm một con dê con. Đóng cửa lại. Ôi lặng thế. Cái con dê này nó cũng thuần các bạn ạ. Con dê này là mình ôm nó từ trước rồi, nó thuần lắm. Ừ. Ai à, nặng quá. Bẹ bẹ bẹ. Nặng quá. Đây đây. Đây. Ôi ôi thơm mà mồm làm gì. Đây đây. Đây vào đây, đây. Ai. Ui. Tha hồ rộng rãi rồi. Đấy. Nó không quen. Không quen nhưng chỉ cần có con ở đây là nó không sợ đâu. Đấy. Nó sẽ chưa quen cái môi trường mới nhưng mà cứ từ từ. Có con dê con ở đây là yên tâm rồi. Lần này nó đẻ ra một con dê cái các bạn ạ. Con dê con là dê cái. Còn con dê con lần trước nhà mình nó đẻ ra là con dê đực. Hay phết đấy. Ừ ở đây, ở đây. Quen chưa? Chưa quen đâu. Nếu nó quen thì nó ăn cái lá này ngay bởi vì nó đang thèm lá lắm. Nó chỉ cần ăn lá cái là mình biết là nó cũng ổn định tinh thần rồi. Ui bê con mẹ nặng quá. Sao? Con mẹ này nó nành mà mình vẫn chơi với nó được mà. Ghê gà sợ ghê. À đây ăn rồi đấy. Thế là tinh thần thoải mái rồi. Nó chỉ cần có con nó là nó coi ở đâu cũng là nhà luôn đấy. À, đấy là cái bản năng của người mẹ. Đấy, con dê con đã bú. Dê con thì giờ là đã biết đâu là nhà đâu đúng không? Cứ chỗ nào có mẹ này là nhà, còn con mẹ cũng vậy. Cứ ở đâu có con là nhà. Lông rụng này. Im. Im nào. Im nào để mình bắt cho cái sữa này. Đấy. Cái sữa này là cái sữa mà nó bị kiểu một bên nó không bú ấy, nó bị tắc tia ấy, mình sợ nó tắc tia mình bắt bớt nó đi. Đấy, cho nó đều. Còn con dê con này nó bú được một bên. Ôi, nhiều chưa này. Đấy. Mình bắt được như này là nó đỡ tắc cái tia sữa này. Đấy. Ơi. Gì? Đây sữa mà. Sữa mà có gì đâu. Đấy, im để bắt. Rồi mình vắt một hai cái thế thôi để cho nó nhẹ một bên ti này. Không bên ti này giờ nó đang bị sưng to hơn bên ti kia. Đấy, con dê con nó bú đồng một bên mà này. Đây, rồi, bật cái flash lên nhìn nó dễ. Thích nhỉ. Tai bằng tí là tai to thế. Đây bú ti này này. Bú ti này, ti này, ti này. Ti này, này, đây. Ti nhỏ này, đây đây ti này. Này. Đây. Đây. Đấy. Nó không ngậm, nó ngậm cái ti nào nó quen cái ti đấy. Nó bú cái ti nào nó quen cái ti đấy.
phun chuồng. Ôi trời ơi, phun chuồng, ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, kinh khủng thật. Wow, được đấy. Đâu rồi, giờ bố mình có thời gian đây. À, hôm nào cũng vậy, cứ vào buổi chủ nhật mà trời nó ấm ấm thì là đội trẻ con nhà mình lại đòi tắm. Thì hôm nay cũng là vào chủ nhật rồi, thời tiết thì có vẻ là không được ấm lắm. Mình tắm là có vẻ hơi lo đây này. Có ổn không? Nóng lắm rồi. Ổn á? Thế mẹ Mến ở đây trông con nhé. Lúc nào mà bố ở đây thì mới được phép tắm, hoặc là xin phép bố xin phép ông bà thì mới được xuống tắm đúng không? Nhớ chưa? Được rồi, thế bây giờ mẹ ở đây rồi thì mấy đứa xuống đi. Rau của nhà trồng ra ít thế nhưng mà được cái nào nó yên tâm các bạn ạ. À, đây là những cái cây rau đầu tiên mà mình ra ngoài vườn mình hái về này. Đấy, cái cây rau mà ngày trước mình trồng ở ngoài vệ bờ ao đấy. Thì những cái cây rau đầu tiên mình hái được là mình muốn dành cho những bé yến phụng non các bạn ạ. Và trước khi cho cái đàn yến phụng non nó ăn ấy thì mình cho con này ăn trước. Thời gian gần đây các bạn cũng hỏi mình nhiều ghê về cái bé yến phụng mà nó hay ở dưới đất cùng với lại đàn chuột nang này ấy. Thì đây là một bé yến phụng mà nó bị dập lông cánh ấy, nó không bay được các bạn ạ. Thì nó cứ quanh quẩn ở dưới đất này này. Giờ nó chơi với lại chuột nang là như bạn bè luôn. Nhiều khi là nó nằm ở trên lưng của con chuột nang nó ngủ ấy, nó không có sợ sệt gì cả. Và chuột nang thì nó cũng không cắn nó nữa. Đấy. Đây thì mình sẽ vứt cho nó cái rau này đây để cho nó ăn cùng với lại chuột nang này. Đấy. Mấy con chuột nang nó nhìn thấy là nó chạy ra giờ đấy. Ờ ra đi. Đây đây mấy con này đang ra này. Đấy đấy đấy. Các bạn nhìn nhé, chốc nó ra là chơi cùng với con chim rồi này. Đấy, con chim nó có sợ sệt gì đâu. Không sợ gì cả. Đấy. Rồi, còn cái này thì mình sẽ để đây để cho cái con yến phụng nó ăn rồi sau nó bón cho con nó. Ở nhà có ít nhưng mà thôi, có đến đâu thì mình dùng tạm đến đấy. Vẫn là cái rau này mình hái ở vườn nhà. Và hôm nay cái bữa rau đầu tiên mình hái của vườn nhà thì mình muốn dành cho những chú gà tây của mình này. Đây, đây là những bé gà tây mà vừa rồi mình ấp lở ra này. À, mình ấp lở ra được 5 quả trứng thì là nó được 50 con. Bây giờ là nó vẫn đủ 5 đấy. Thế nhưng ở đây các bạn có thể nhìn thấy là nó chỉ có 4 con thôi đúng không? Bởi vì là một con nó đang ở tít đằng kia kìa. Ở xa lắm, nói chung là nó không nhìn thấy mình đồ ăn mình mang ra cho nên nó không biết. Đây đây. Đấy, nó đang mải mê chơi ở vườn. Được cái thì vườn nhà mình nó cũng rộng cho nên là gà tây ấy mình cứ buổi tối thì là mình nhốt nó ở trong tổ rồi mình thắp điện cho nó. Rồi ban ngày là cứ trời ấm ấm là mình lại thả nó ra để cho nó chơi ở vườn này này. Nói thật với các bạn là đến tận bây giờ mình vẫn chưa phải dùng một cái viên thuốc nào để cho những con gà tây này nó uống đâu các bạn. Chưa phải dùng một viên thuốc nào luôn. Không biết là có phải là cái bí quyết của mình như trước kia mình chia sẻ với các bạn là khi nó mới lở ra ấy, thì mình úm đèn cho nó gần như là 24/24 trong vòng một tuần đầu. Và mình cứ cho nó uống bằng cái nước tỏi mình đập ra ấy, để cho gà tây này nó uống. Thì mình giữ được đủ số lượng và nó phát triển đều như thế này. Đến tận bây giờ ấy, các bạn ạ, đến tận bây giờ thì buổi tối ngủ là mình vẫn thắp điện cho nó đấy. Mặc dù là buổi tối nó không quá lạnh lắm thế nhưng mà kiểu như là mình thắp điện cho nó từ bé rồi. Mình độc sợ là đêm nó ngủ lạnh thế là cứ đêm nào mình cũng thắp điện cho nó gần như là full đêm luôn. Sáng ra ấm thì mình mới thả ra, còn nếu mà rét thì mình vẫn để nó trong lồng. Đây nó ăn rau ghê không này. Đấy. Cái cám gần như là nó bỏ hết nhá. Nó bỏ hết, nó độc nhặt cái rau không này. Đây để mình ra bên kia mình gọi con gà kia ra nữa. Đây. Nhìn lúc bé nhìn nó giống con gà tây nhỉ. À quên, nó giống con chim công nhỉ. Cái con này nó khỏe không phải nó ốm đâu. Nó mải chơi đấy. Chích 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 chích. Đi đâu ơi?
Chích 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 chích. Đấy, các bạn nghe tiếng nó kêu, kêu như là một cái con ngan con đấy nhỉ. Ở đây, không biết gọi nhau nhỉ. Không biết gọi nhau, thôi kệ nó đi. Ở đấy, nó đang đi ra rồi đây. Đấy, nó cứ rúc rí ở trong vườn hồng này của nhà mình. À, nó ra rồi. Ra, ấy, 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 trời trời. Đấy, nó ra đến nơi rồi đây này. Đấy. Các bạn là chưa nhìn thấy thôi, nhìn thấy ngay. À quên, nhìn thấy là nó phi ra ngay. Cái rau này nó thích ăn lắm. Cái gà tây này ngày xưa mình chưa nuôi, mình chưa biết. Nhưng mà nuôi rồi thì mình mới biết là khi nở ra là các bạn cho ăn gần như là phun rau luôn đấy. Phun rau luôn. Nó ăn cám ít lắm, chủ yếu nó ăn rau là chính. Mà đặc biệt là cái rau sống này, mình gọi là rau xà lách với rau diếp ấy, nó ăn khỏe lắm. Đấy. Nó hiền. Đấy, các bạn có nghe con bìm bìm nó kêu đấy không? Đấy là cái giọng của con bìm bìm đấy. Đây, nó ở trên này nó kêu này. Vừa cho cái con cá tây ăn xong thì mình có mang một cái chiếc bát này vào đây để xúc cái con sâu quy với lại lấy con sâu canxi để cho vào trong những cái chuồng chim của mình. Thì hôm nay là cái sâu canxi của mình nó cũng đã lớn rồi, bắt đầu có thể là cho chim ăn được rồi. Thì các bạn đợi mình một tí để mình bốc cái sâu quy này trước đã. Rồi cho các bạn xem cái con sâu canxi sau. Đây, cái con sâu canxi thì nhìn nó hơi phản cảm một tí, thế nhưng mà nói chung là mình nuôi bằng cái bã đậu ấy các bạn ạ, thì là nó cũng rất chi là sạch. Đây, ui sao nóng thế nhỉ, thò tay như thế này kiểu như nó nóng nóng ấy. Đây này, đấy, con sâu canxi ấy mà, ui nó cũng không được đều láo nhau lắm nhỉ. Sạch mà, mình cho ăn bằng bã đậu ấy, nó không có mất vệ sinh đâu. Đấy, wow, quả này thì chim tha hồ ăn rồi. Đây, mình sẽ bốc lên một ít để cho vào trong từng cái chuồng của con chim ghép đẻ ở trong này một. Cái cửa chuồng này mình phải bịt kín như thế này này. Hôm nay là vào ngày chủ nhật ấy, thì mọi người tới nhà mình chơi đông cho nên là mình cũng không làm video được sớm. Chắc là video hôm nay nó cũng sẽ không được dài ấy, bởi vì là đây các bạn biết đấy, cứ hôm nào mà có đông người đến chơi là mình cứ bị bận bịu. Thật sự là nếu như mà mọi người mà xem được cái video của mình ấy thì nếu như mà bạn nào gần mà có ý định đến nhà mình chơi ấy, thì các bạn cố gắng sắp xếp đến vào buổi sáng nhé. Các bạn để cho mình cái thời gian buổi chiều để mình còn làm cái việc cá nhân nữa. Chứ không thì các bạn và mọi người tới vào buổi chiều ấy thì mình gần như là không làm được một cái việc gì luôn ấy. Mình còn phải đưa đón mọi người đi chơi nữa. Rồi là còn trông chó. Ở trong này nó hơi mất vệ sinh này, kiểu như là chim nó nhảy lót ấy thì cái thức ăn nó vương vấn vào trong này ấy này, nó bị bẩn cái ca. À đây, để mình đóng cửa chuồng vào cho các bạn xem cái con chả mào của mình nhá. Nó đẻ được độc quả trứng rồi nó vào nó ấp luôn các bạn. Cái nứa này lạ thế. Cái nứa đầu tiên của nó. Đây. Nói chung là chả mào của mình nhìn nó cũng thuần chứ mình không sợ lắm. Lần đầu tiên cho các bạn xem hình ảnh mà sắc nét chi tiết nhất về cái tổ chào mào của mình. Đây, đây được đọc quả nhá. Đấy, hình như cái quả này không có cồ sao ấy. Kiểu như là không có trống sao, nhìn trong lắm. Nó ấp gần nở rồi đấy. Nếu như theo lịch mà mình tính thì là gần nở rồi đấy. Nhưng sao nhìn quả trứng nhìn nó trong thế nhỉ. Thôi được rồi. Nành thì nành nhưng mà mình vẫn phải ra. Không thể nào mà đến gần sát quá như thế được. Đây, còn bên này mình sẽ cho những chuồng khác nữa. Môn này, đây muốn ăn sâu không? Chạy ra, đây cho môn đây. Còn ít này mình đổ cả vào đây cho con môn này. Đây môn này, môn này, ra đây, môn, xuống đây, đấy. Ui, mấy chị em vẫn chưa tắm xong. Ôi trời, chết rồi, từ lễ giờ vẫn chưa tắm xong. Chắc là khả năng mình sẽ kết thúc video ở đây. Mình sẽ cho con chim bìm bìm của mình ra vườn để cho nó kiếm ăn một tí. Với lại mình ra ngoài này mình cắt tỉa ít cái hoa ở vườn này này. Đấy, ra ở đây thì mấy đứa trẻ con này mình vẫn chưa đứa nào tắm xong này. Bìm đi chơi không? Có xuống tắm không? Đi, xuống tắm với chị Ngọc Mai với chị Quỳnh. Đi nhé nhé. Xuống. Không đi tắm luôn. Không thèm đi luôn. đi. Oh, nó nhảy lên điện thoại. Đây. Lần này phải đuổi nó đi bằng được. Đuổi nó đi. Đi. Ai à, nó đỡ đỉnh đâu ơi. Ôi giời ơi, chim mới co đuổi không đi này. Đây.
Đi đi đi. Xuống đây nhá. Đấy. Đi.